Đến nay, Quỳnh Đầm Dơi có 40 sản phẩm ô cốp của 12 chủ thể trên 10 xã, được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt 3 sao, 4 sao theo Bộ Tiêu chí Quốc gia. Trong đó có 37 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 4 sao. Chủ thể kinh doanh là nữ của hộ kinh doanh Ngọc Giàu và Quỳnh Đầm Dơi là địa phương dẫn đầu về số lượng sản phẩm ô cốp của tỉnh Cà Mau, có 40 trên 128 sản phẩm, chiếm 31%. Thời gian tới, Quỳnh Đầm Dơi rất cần sự quan tâm của các ngành có liên quan để tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện môi trường thuận lợi, phát triển chương trình ô cốp. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn về chính sách tín dụng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, đồng thời ưu tiên các giải pháp thiết thực về khoa học công nghệ, thị trường để các tổ chức đơn vị doanh nghiệp tham gia ô cốp, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội.